cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu đời biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Alo, bà hả? Nè nè nè, mẹ tôi chỉ giúp việc về quê rồi, là tụi mình đi uống trà sữa đi. Chị nói làm cái gì? Để xin tiền chứ chị. Đó mới là chân lý. Ừ. Mà chuẩn bị xong đến thẳng đó nha. Tôi đến điện. Ừ. Gặp đó nha. Bye. Chị yêu ơi. Chị yêu ơi. Trời ơi. Tôi không có tiền đâu. Đừng có xin tiền. Tôi mệt lắm. Em chưa có mở miệng xin tiền chị đâu nha. Đừng có nghĩ xấu em gái của chị nha. Chị bệnh giả hay bệnh thiệt? Bệnh thiệt hả? Thiệt chứ giả gì. Hỏi mẹ coi thuốc để đâu lấy cho chị uống nè. Thôi em hỏi liền. Alo, mẹ hả? Chị hai bị bệnh rồi, bị thuốc mày này ở đâu? Thôi rồi con sẽ chăm sóc chị mà. Chị bị bệnh sao con không chăm sóc được? Rồi rồi. Thôi, chào mẹ nha. Có chưa? Chờ xíu nha. Nè nè nè, thuốc thuốc nè. Chị ở đây nhiều thuốc quá, thuốc bôi mắt rồi. Mình uống thuốc gì chị? Thuốc hạ sốt đó. À, màu xanh này nè nè. Chị uống một viên hay là chị uống một vỉ? Uống một vỉ là chết rồi trời ơi, cái gì bệnh gặp mày. Vậy thì uống một viên. Nè, chị uống đi. À, không có nước sao uống? Em cho nước thiệt nha. Mẹ đi mệt quá rồi mẹ. Cố gắng. Chị hết bệnh rồi hả? Hết bệnh rồi hả? Trời mẹ ơi, bộ thuốc tiên hay sao mà uống cái hết liền. Chắc là cũng đỡ rồi. Trời ơi, trời ơi, không được không được. Đầu chị nóng giống như là quả trứng luộc á. Bây giờ em phải gọi bác sĩ chữa bệnh cho chị bây giờ nha. Anh Hoàng, anh Hoàng, anh Hoàng, anh Hoàng. Hả? Cái gì vậy bé Linh? Lại đây. Cái gì vậy? Chị em bị bệnh rồi kìa. Chị em bệnh hả? Thôi, nói anh chi. Bác sĩ nói không chăm sóc kỹ là có thể mất mạng. Nếu chị Thảo Nguyên mất thì anh sẽ cãi nhau với ai? Anh có biết không? Nè, em nói vậy anh không hiểu gì trơn hết nha. Hãy để ân oán được hóa giải. Bây giờ mạng người là quan trọng nhất. Chị em bị gì? Chị em bị sốt cao là có thể mất mạng, anh có biết không? Thiệt không? Thiệt. Nhưng anh nói thật nha, anh không quan tâm chị em đâu. Anh vô coi còn sao thôi. Chị em nằm đâu vậy? Ở văn phòng. Người lớn thiệt là khó hiểu. Anh ta mình đến anh đại. Mai lại có anh Hoàng á. Không lại không biết làm gì nữa nha. Em có nói dối anh không? Hôm qua anh thấy chị em khỏe như con trâu. Bệnh gì mà bệnh? Ê, ê, dậy đi. Tôi biết là cô đang giả vờ. Tôi biết tật của cô rồi nha. Dậy không? Ê. Bệnh thiệt rồi hả? Nè, nè. Dậy đi.
Nóng quá. Nóng hả? Alo. Nóng. Ừ, tôi đang đến nè. Nóng sao? Vậy thôi không gì. Bé lên, bé lên. Bé lên. Vậy nữa. Nóng quá. Trời ơi. Nhà có máy lạnh sao mở? Kêu kìa. Giờ than nóng. Sao rồi mốt cũng hết pin luôn. Rồi được rồi đó. Từ từ đi nó lên. Đó, từ từ nó mát. Tôi đi về. Nhức chân quá. Cái gì nữa? Làm như tôi thiếu nợ cô hay gì á. Chân nào? Chân phải. Tôi lỡ ngồi bên đây rồi, nhấc chân trái giùm cái đi. Chân phải. Được chưa? Ê, gì cô cười vậy? Không khóc. Nhất chân quá khóc. Khóc. Ui, đi qua đây chị khổ vậy trời. Lạnh quá. Ho luôn rồi. Cái gì vậy trời? Nãy mới kêu nóng. Lạnh quá hả? Lạnh quá. Trời. Cái robot đâu rồi? Lạnh quá. Lạnh quá không á. Lạnh không. Từ từ tôi chỉnh mới lạnh coi. Lạnh gì đâu mà. Thôi tắt luôn đi. Mệt. Rồi đó. Tắt máy lạnh rồi. Được chưa? Rồi tôi đi về nha. Ê. Nốt. Lấy nốt uống. Ui. Sắp thô bạo với người bệnh quá vậy. Đi chơi cho cố vô. Giờ ra nông nổi này. Nè. Nước nè. Cảm ơn. Uống xong nằm ngủ cái đi, tôi đi về. Hồi bé Linh lên chăm sóc cho. Rồi nằm xuống ngủ đi. Rồi nằm ngủ đi. Đó. Cô phiền phức lắm cô biết không? Khăn nè. Rên cái gì? Số cô mới là số con rệp nè. Cái gì vậy? Gì nữa? Múa. Làm trò gì vậy? Múa là quăng cái giường hả? Cái gì vậy? À, trời ơi. Cái gì vậy? Cô làm ăn. Cô làm. Bánh bèo. Cô giả bệnh đúng không? Mệt quá. Mệt cái gì? Mệt quá. Mệt mà giận cái thằng này chẹp bẹp luôn kìa. Mệt. Tự sinh tự diệt đi. Bánh bèo. Ôi da, anh ơi, Hoàng ơi. Ui, là sao vậy? Sao cái gì? Hỏi chị em kìa. Trời, là sao rồi chị? Ôi, đã diễn tới phút 89 rồi. Còn có một phút nữa là vở diễn thành công lừa được thằng Trả rồi. Tự nhiên con thằng nào xuất hiện làm gì không biết rồi. Bực mình nó sao à? Là cuối cùng là chị bệnh giả hay bệnh thiệt? Bệnh thiệt chứ bệnh giả vậy? Mệt quá. Oan gia, tớ là oan gia. Yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Yêu thương thật chân thành với tất cả.